Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, sau kỳ nghỉ Tết đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có trên 98% số công nhân tại các khu cụm công nghiệp trở lại làm việc. So với mọi năm thì tình trạng lao động thất nghiệp, mất việc hoặc chuyển việc gần như không có. Nhu cầu cần tuyển lao động trong những ngày đầu năm vẫn tăng cao. Phiên giao dịch việc làm tổ chức ngày 18 tháng 2 tại thị xã Mỹ Hào, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận khoảng trên 20 hồ sơ các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với trên 4.000 lao động. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động với số lượng lớn. Hiện tại công ty chúng tôi đang xây dựng nhà máy mở rộng kinh doanh nên là đang cần tuyển khoảng từ 800 đến 1.000 lao động. Mức lương thu nhập của công ty thì hiện tại bây giờ là đối với lao động phổ thông sẽ dao động từ 8 cho đến 15 triệu đồng trên một tháng. Ngoài ra thì công ty có những các cái chính sách chế độ như là có xe tuyến đưa đón, có hỗ trợ ở nhà trọ và các khoản phụ cấp. Chúng tôi hiện nay cũng đang thiếu khoảng 600 đến 700 lao động. Để thu hút lao động thì công ty cũng đã trả lương cho lao động gần 9 triệu trên một lao động trong một tháng. Nhưng hiện nay thì do cạnh tranh lao động rất là nhiều công ty, việc tuyển lao động nó khó khăn. Mặc dù dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, tạo sức ép lớn lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trong suốt 2 năm qua, nhưng trên địa bàn tỉnh hiện nhiều lĩnh vực ngành nghề đang có những tín hiệu tốt. Với các chính sách của chính phủ của tỉnh nhằm tập trung thực hiện phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn với dịch bệnh đã tạo điều kiện cho một số ngành nghề lĩnh vực từng bị đứt chuỗi, có lúc bị ngừng sản xuất kinh doanh, thì nay cũng đã phục hồi. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng mở rộng sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng với gần 25.000 người vào làm việc, tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành dệt may, giày da, nhựa, bao bì, kinh doanh dịch vụ du lịch. Tôi thấy nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp rất là lớn và có nhiều vị trí phù hợp với người lao động và bản thân tôi. Tôi đã tìm được việc làm cho mình. Tại sàn giao dịch này thì tôi thấy có nhiều cơ hội để mình có thể tìm việc làm. Và bản thân tôi thì tôi đã tìm được việc làm tại công ty Thuận Đức rồi. Vị trí của tôi tuyển dụng đó là kế toán nội bộ. Nên để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động thì ngành lao động thương binh xã hội đã tập trung hay là định hướng cho các cái cơ sở đào tạo nghề, đào tạo theo nhu cầu của thị trường, theo cái đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, nhất là đào tạo lao động có trình độ cao, đẩy mạnh các cái hoạt động về tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động có việc làm. Việc phục hồi và phát triển thị trường lao động hiện nay là rất quan trọng, song vẫn phải đặt sức khỏe, tính mạng của người lao động lên trên hết. Do đó, các địa phương doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, gắn việc phục hồi và phát triển thị trường lao động với các yêu cầu về phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định, an sinh xã hội.